hàng ngàn bệnh nhân hậu COVID-19 đuối sức, hụt hơi, rụng tóc, làm việc tí đã mệt. Nhiều bệnh nhân sau khi mắc COVID-19 nhìn bên ngoài thấy bình thường, nhưng khi làm việc rất nhanh mệt. Những người trước đây làm việc 1 đến 2 giờ sáng, giờ đến tối thấy mệt, không thể thức khuya được. Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết số bệnh nhân bị hậu COVID-19 đến bệnh viện điều trị tăng lên nhiều. Nếu một ngày trong tháng 11, bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân hậu COVID-19 đến khám, hiện nay trung bình có 150 đến 180 bệnh nhân hậu COVID-19 đến khám. Một tháng, bệnh viện này tiếp nhận khoảng 4.000 bệnh nhân bị hậu COVID-19 đến khám. Người bệnh đến khám than có những triệu chứng như là khó thở, đuối sức, hụt hơi, rụng tóc. Một số bệnh nhân kể rằng họ cảm thấy làm việc rất nhanh mệt. Tiến sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp bệnh viện này cho biết, các triệu chứng hậu COVID-19 có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan, bộ phận trên cơ thể con người với khoảng 200 triệu chứng khắp cơ thể, trong đó phổ biến nhất là đường hô hấp. Trong một hội nghị gần đây của ngành y tế, tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong số bệnh nhân mắc di chứng COVID-19 khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, có 510 người bị các triệu chứng hô hấp, chiếm gần 50%. 182 người có triệu chứng thần kinh, 134 người mắc các triệu chứng như tim mạch, 180 bệnh nhân có vấn đề về nội tiết, 66 ca mắc bệnh lý tiêu hóa, 49 người gặp triệu chứng cơ xương khớp. Hiện có gần 2% dân số Việt Nam nhiễm COVID-19, nhưng chưa có thống kê ghi nhận một cách đầy đủ về tình hình hậu COVID-19 trong cộng đồng. Nhưng số liệu trên cho thấy số người bị hậu COVID-19 rất lớn. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay hơn nửa triệu người dân mắc COVID-19 với hơn 30.000 người xuất viện. Những người từng nằm viện hầu hết là bệnh nhân từ mức độ trung bình đến nặng, nguy kịch. Các nghiên cứu trên thế giới ghi nhận hậu COVID-19 không chỉ xảy ra ở bệnh nhân nặng, bệnh nhân nguy kịch cần nhập viện hoặc lớn tuổi, có bệnh nền mà còn gặp ở những người trẻ tuổi mắc bệnh nhẹ. Ngay cả bệnh nhân không có triệu chứng cũng bị hậu COVID-19, trong đó khoảng 1/5 bệnh nhân độ tuổi từ 18 đến 34 không nhập viện, không triệu chứng, vẫn có các triệu chứng của hậu COVID-19. Năm 2022, bên cạnh phát huy các thành quả chống dịch đạt được, ngành y tế TP.HCM tập trung chăm lo giai đoạn hậu COVID-19. Hai chiến lược chăm sóc hậu COVID-19 được Sở Y tế TP.HCM triển khai là tiếp cận và can thiệp sớm, mục đích nhằm quản lý chăm sóc điều trị sớm người mắc di chứng, đảm bảo về sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội cho người bệnh.